Tôi em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ Tổ quốc. Hôm nay em tục lên này một clip gồm 9 cây câu nha anh em. 9 cây câu này là 9 cây câu hàng hai da, hàng chiên cho anh em đánh biển. Đây, hai cây đánh biển và 5 cây bên đây á, 5 cây Kenyaki chiên cho anh em bạo lực nha. Rồi, điểm vô cụ thể từng cây cho anh xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi em toán cái hàng lỗi một không nhớ clip lên đó thì em sẽ ăn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, em thảo. Đây, cây thứ nhất là một cây Holy Lock đây qua. Cây này thì clip trước cũng có lên. Tiếp này lên lại giảm giá. Đó. Cái này Holy Lock đai qua, cái này cứng 120 dài 2.7. Ở ngoại hình nó có xước xác nha anh em, phen là phen cầu, phen biển, phen Fuji. Đây, xước xác nha. Đó, phen này xước xác nha mọi người. Bu nó là bu xít nha mọi người, bu xít. Thì đây, anh em thấy ngoại hình nó có xước xác một tí. Đây, kêu đi. Đó. Phen. Phen này phen cầu, phen biển. Cây này chia cho nó đánh bạo lực nha anh em. Phen Fuji luôn. Cây này của Korea xuất Nhật nha mọi người. Tem xuất đầy đủ nha. Đó. Thì hết 120. Dài 27 nha mọi người. Mã có đầy đủ nè. Đó. Bát là bát Fuji nha anh em. Bát Fuji đây qua. Thì phen cây này chỗ này. Phen này đây. Nó lộ chỗ này. Đó. Vậy anh em ưng thì anh em lấy về đi phen đi keo lại giúp em nha. Đó. Cây này thì ông chú cũng gửi thôi, gửi em bán hộ thì cần sao thì em để vậy, em không đụng tới. Thì cây này nặng là 500g, đọt là 3.6 ly. Rồi, giá công khai là 1.4 triệu cộng ship mọi người, 1.4 triệu cộng ship. Một cây phen cầu phen biển cứng 120 và 2.7 m. Hàng cực kỳ ok nha anh em, vừa đánh cha đánh chép đánh bầu lực câu biển. Đó. Đánh thoải mái, cứng thế này thì đánh thoải mái rồi. Đó. Rồi, giá công khai là 1.4 triệu cộng ship nha mọi người. Đó. Cần thì báo em chụp hình cận cảnh lấy cái cần cho anh em xem nha. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây cần Holy Wilson, hàng của Suzumi nha mọi người, hàng của Suzumi. Thì cây này độ mới ra tầm khoảng 95% nha. Cực kỳ mới luôn nha mọi người. Đó. Phen thì ok nha mọi người. Nó bát là bát Fuji. Thì phôi này là phôi sáng ít nha mọi người, phôi sáng ít bắt Fuji đây, nó đóng chữ trong đây nha. Đó. Phen nè, còn cực kỳ mới nha mọi người. Đó. Đây nó sáng ít anh em, anh em mới thấy. Đó. Cây này cứng 200 dài 27 nha mọi người, cứng 200 dài 27, hàng Suzumi. Đầu bu là đầu bu chống sắn nha nè, bu chống sắn bu biển luôn. Phôi là phôi sáng ít đây. Đó. Đây có xước ở đây tí. Thì ngoại hình nó còn rất là xuất sắc nha mọi người. Sáng nhất. Phen cầu phen biển nha anh em. Đó, anh em lấy biển, đánh cha, đánh chép cầu bạo lực, lấy cây này đánh đây. Phen Fuji. Cây này anh em có thể lấy đánh mấy ngang luôn. Đó. Hàng còn cực kỳ đẹp nha anh em. Đó, cây này thì được sản xuất tại China. Đó. Xuất Nhật đầy đủ nha anh em. G-Dub nè. Nó tem đầy đủ nha. Đó. Cần sao thì em báo vậy thôi. Hàng còn rất là đẹp nha mọi người. Lấy về đánh là thoải mái luôn á. Phôi này cực kỳ dày luôn. Đó, phen còn rất là đẹp nha. Bát Fuji. Thì cái này nặng là 500g. Đọt là 3.7 ly. Giá công khai là 1.8 triệu nha nè. Giá công khai là 1.8 triệu. Cây số 2 giá 1.8 triệu, ngoại hình cực kỳ mới nha. Đó. Test đọt cho nên xem. Đánh biển đánh cha cực kỳ cứng nha, cứng tầm hai, cứng 200. Cứng 200 dài 2.7 m. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây cần của Alpha Taco. Alpha Taco. Đó. Thì cây này có hai đọt, một đọt cứng 80 50, một đọt cứng 120 80 nha mọi người. Đó. Thì cây này là một cây sắn hai da. Sắn hai da, sắn như con rắn. Phen bát vẫn là phen bát Fuji nha mọi người. Fuji. Phen vẫn là phen Fuji luôn. Cái này Korea xuất Nhật nha mọi người. Đó, Alpha Taco Korea xuất Nhật đây, nó để tem đây, đầy đủ nha mọi người. Nó dài 2.7 m, hai đọt, một đọt cứng 80 50, một đọt cứng 80 120 nha. Đọt vẫn là đọt tháp nha mọi người, đọt tháp. Thì đọt này thì rất là nhạy cá nha anh em. Thấy vị thôi nó rất là nhạy cá luôn. Hàng còn ngoại hình ra tầm khoảng 93% nha mọi người, còn cực kỳ đẹp nha.
cắn hai da thì bán hàng sôi cho anh em từ từ. Hàng nguyên zin anh em không độ chế, thì cái này nặng chỉ có 280g thôi, đọt là đọt 2 ly 2 á, cứng ra tầm khoảng 50-80, đọt 2 ly 4 đó cứng ra tầm 80-120 nha anh em. Giá công khai là 1,7 triệu nha, 1,7 triệu cộng ship. Cây số 3 Canpa Taco, hàng cực kỳ đẹp nha, sẵn hay da. Cái này ra nắng đắng là chiếu chiếu luôn đó, phen đó nè, phen Fuji nha, đóng chữ rõ ràng. Rồi giá công khai là 1,7 triệu nha anh em, 1,7 triệu cộng ship. Cây số 3 1,7 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 đây cho mọi người là một cây cần của NFT, một cây cần thương hiệu nội địa. Đó, cây này thì phen bắt Fuji rồi, khỏ bàn, sẵn thì sẵn hai da. Nó bầu lóc. Cây này cứng 50 dài 27 nha mọi người, cứng 50 dài 27. Cây này nội địa. Đó, hàng thương hiệu NFT thì anh em về đánh khỏi lo. Đó, độ nảy nó rất là cao. Độ nảy cao như đánh cực kỳ êm tai nha mọi người. Đó. Phen bát Fuji nha anh em, hàng zin không độ cháy. Đây nó rỉ sét một tí nha, nhưng mà không sao, anh không ảnh hưởng gì cho nha anh em, về đánh thoải mái. Đó, đánh vòng khoảng 5 năm nữa nó mới tuôn cái dòng phen này ra. Sẵn hai da nha, power lock. Ngoại hình cái này ra tầm 90% nha mọi người, 90% thôi, không bị cái phen nó hay bị rỉ một tí đây. Đó, sẵn hai da. Cái này anh em về đánh lăn xê, đánh cha, đánh chép, đánh chơi cực kỳ ok nha, vì độ cứng rất là chuẩn, cứng 50 và 27. Thông số này chuẩn đánh lăn xê rồi. Đó, đánh lăn xê, đánh biển, đánh cha. Tem nội địa đầy đủ nha. Cây này cứng 50 và 27, nặng là 270g, đọt là 2 ly 5. Giá công khai là 1,3 triệu nha mọi người, 1,3 triệu cộng ship. Ngoại hình còn cực kỳ ok nha anh em, test đọt cho anh em xem nào. Cậu búng nó rất là cao nha. Rồi, giá cây số 4 giá 1,3 triệu nha mọi người. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 5, nguyên vàng Kenjaki nha. Cây số 5 là một cây cần Kenjaki, lâu lâu mới về được một lô. Thì cây này là cây Kenjaki cứng 30 và H7. Độ mới cây này ra tầm khoảng 95% nha mọi người, 95%. Rất là mới luôn, anh em lấy cái này về sưu tầm cũng rất là ok nha. Vì cái hàng này nó hết sản xuất rồi, mà độ hiếm của nó cũng cực kỳ hiếm luôn. Đó, góc cực kỳ đẹp nha mọi người. Thì cái này là phen Fuji dạ quang nha mọi người, bát là bát Fuji tam hoàng. Đó, Japan. Giờ qua đây thấy rõ. Đó, phôi là phôi sáng ít hai da nha mọi người, phôi sáng ít hai da. Phen thì ok anh em, phen này chưa bị muối ăn luôn nha. Đó, cây này chỉ trùng lướt thôi nha mọi người, cứng 30 và 27. Anh em lấy về đánh lăn xê cũng rất là cảm giác nha, đánh lăn xê đánh cha cũng rất là cảm giác luôn. Đó, sẵn ít thay da thì cần này thì chịu khó soi kỹ cho anh em chút. Đó, bu cũng còn rất là mới nha mọi người. Đó, ra tầm khoảng 95%. Ngoại hình thì không có xuất sắc gì hết luôn, rất là đẹp luôn. Mớp này cũng còn rất là sạch nha. Thì cây này thì nặng là 320g, đọt là 2 ly 4. Giá công khai là 1,7 triệu nha anh em. Đó, anh em về đánh lăn xê, đánh lăn xê cực kỳ ok nha mọi người. Đó, đọt nó cực kỳ nảy luôn. Dòng cây Kenjaki sáng hết này da thế này là đánh, đem ra cầm đánh là anh em nhìn liền. Rất là đẹp nha anh em, phen nó chưa câu luôn nè. Đó, chưa bị muối ăn luôn. Đó, chịu khó soi kỹ cho anh em xem. Rồi, giá công khai cây số 5 là 1,7 triệu nha anh em, 1,7 triệu cộng ship. Anh em mua về sưu tầm đánh chơi, đánh chép, cầu lăn xê, cầu cha, dạng cầu cha cảm giác á rất là ok nha anh em, hàng còn cực kỳ đẹp. Rồi, giá công khai 1,7 triệu cộng ship nữa người, cây số 5. Tiếp theo là cây số 6. Cây số 6 sẽ lên là một người cho anh em một cây cần bao chỉnh luôn, thông số bao chỉnh, độ cứng 80 và 27. Đó, thông số này anh em săn rất là nhiều đây. Thông số này là săn về câu tra nè, câu tra thịt. Đó, đánh giải, câu biển, đánh lăn xê mà dạng bạo lực á. Đó, đó đây.
Thì ngoại hình cây này gơ tầm khoảng 93% đây nè. Đây nó độ xước ở đây, cái xước cái này do trong quá trình vận chuyển cái phen nó cạ duyên nha mọi người. Gốc thì còn rất là đẹp nha. Bán mấy cái này soi kỹ cho anh em coi, phen còn ok nha anh em. Phen còn rất là bóng nha. Sắn thì sắn ít thay da. Sepen đây nè, phen còn cực kỳ ok anh em, bóng lưỡng luôn. Kenjaki 80 2.7, thông số cực kỳ chuẩn nha mọi người. Đó. Hàng sáng ít thay da nha mọi người. Đó. Bu nó cực kỳ ok nha, bu là bu chống sắn, bu Fuji dạ vàng nha anh em. Bu chống sắn, bu Fuji dạ vàng còn cực kỳ mới nha mọi người. Đó. Đây phen đề ba nó đây, Fuji nha anh em, Fuji dạ vàng. Thì cây này nó có hai điểm xuất sắc đây, chỗ chỗ này nó xuất sắc tới nha anh em, chóc sơn. Đó. Chóc sơn chỗ này với cái gốc này nó chóc sơn cái rồi xong hết. Nó ngoại hình còn cực kỳ ok nha, khoan bọng gì hàng nguyên zin nha anh em. Đó. Độ cứng siêu chuẩn nha, cứng 80 dài 2.7 m, anh em đánh tra đánh chép câu lăn xê câu biển đều được. Rồi cây này cứng nặng là 400 g, đọt là 3 ly 4, giá công khai là 2.5 triệu nha mọi người. 2.5 triệu cần còn cực kỳ ok nha. Đó, cây số 62 2.5 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 7, em vào qua đây. Cây số 7 là một cây cần Kenjaki cho nên Kenjaki đời đầu. Đó. Cây nội địa luôn nha mọi người, tem nội địa thì dòng Kenjaki này khỏi bàn, nội địa hết. Đó, phôi là phôi sống chìm anh em, phôi đời đầu, phen thì ok hết. Phen Fuji, phen này là phen Fuji, đầu bu này là bu Fuji chống sẵn nha mọi người. Đó, bu Fuji chống sẵn dạo quang. Phen là phen cầu, phen biển. Đó. Thông số cây này cũng rất là chuẩn luôn. Cây này cứng 80 và 24. Đó, anh em đánh trà đánh chép đánh đằng xe câu biển thoải mái. Ngoại hình thì rất độ ok anh em, giờ tầm khoảng 95% nha. Đó. Góc còn cực kỳ đẹp nha anh em. Đó. Cái đời đầu này phôi nó cực kỳ dày nha anh em. Phen nữa đây, đó, chịu khó soi anh em. Phen cầu nha anh em, phen cầu, phen biển. Dạ quang nha mọi người. Mấy cây này anh em lấy đánh mấy ngang cũng rất là ok nha. Tất cả đều rất là mới nha mọi người. Đó. Cứng 80 dài 2.4 m, nặng là 240 g, đọt là 3 ly 3, giá công khai là 1.5 triệu nha anh em. Cây số 7 giá công khai là 1.5 triệu, hàng cực kỳ đẹp nha anh em, gơ tầm khoảng 95% nha. Test đọt cho anh em xem luôn. Rồi tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 là một cây cần Kenjaki cứng 80 dài 2.4 m. Thì cây này nó có xuất sắc cho mọi người. Đó, đây. Thì cây nào xuất sắc sao là báo anh em xuất sắc vậy. Cây này giống như nó bị phen nó được câu anh em, phen nó được câu nhiều rồi, nó bị muối nha, rỉ tí nè. Đó. Nhưng mà bao anh em chắc chắn nha, anh em về đánh tầm khoảng 10 năm nữa chắc nó xúc ạ. Chưa chắc nó xúc á. Bát là bát Fuji tem vàng. Đó. Cây này giống như nó bị chóc một lớp sơn bóng anh em, chóc lớp sơn bóng thấy nó không còn mới nữa. Ngoại hình xuất sắc mọi người, đây phen nó đây. Đó. Cần sao thì báo vậy thôi. Đó. Nhưng mà được cái là anh em về đấy, về câu thì thoải mái, đánh vô tư khỏi sợ xấu thêm nữa, vì nó đã xấu rồi. Đó. Vì nó đã xuất sắc rồi, phôi vẫn là phôi hai da sáng nhất. Đó. Kenjaki cứng 80 và 24, thì cái này về đánh thì bao ok rồi. Đó. Đánh tra đánh chép câu lăn xê đánh biển thở vàng. Anh xuất sắc nha mọi người. Đó. Về đánh là thoải mái luôn nha, vô tư luôn. Phen vẫn là phen cầu phen biển anh em. Cây này cứng 80 và 24, nặng là 380 g, đọt là 3 ly 4,
giá công khai là 1,5 triệu nha anh em, 1,5 triệu cộng ship, anh em về lấy về câu thoải mái. Đây, tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, một cây chia cho anh em đi săn hàng, săn Hugo. Cây cuối cùng em đang cho mọi người là một cây cần cứng 300 và 2m4. Thì anh em độ cứng này thì anh em đủ biết nó đi săn hàng cỡ nào rồi. Đó. Cứng 300 và 2m4. Cây này về anh em lấy đánh máy điện cũng cực kỳ ok nha anh em. Đó. Bù nó đây. Đó. Bù nó là bù biển luôn. Xít luôn nha anh em. Đó, dạ quang luôn, xít mà còn dạ quang nữa chứ. Đó. Cây này chưa mới về nè, chưa lau chùi luôn nè anh em. Bù nó còn dơ này thấy không? Phen này phen cầu phen biển nè, cái phen chỉ bá lửa luôn, bự hơn cái tay cái của em nữa. Phôi là phôi sáng nhất cho anh em, phôi sáng nhất cứng 300 và 2m4, phôi này còn cực kỳ dày nha mọi người, bao dày luôn. Đó. Đây, chỗ này nó bị xước sát nha anh em, xước sát do trong quá trình vận chuyển cái phen nó cọ vào nha. Hàng sáng ít bao mới nha nè, thì cây này cứng 300 và 2m4, thông số rất là chuẩn cho anh em đánh ghe, đánh tàu, câu bè. Đó, anh em đánh máy điện thì dạng này thì đánh máy điện câu đáy rồi, quá cứng rồi. Cây này nặng là 3570 gram, đọt là 5 ly mốt, giá công khai là 2,9 triệu nha anh em, 2,9 triệu. Ngoại hình cái này nó ra tầm khoảng 93% nha anh em, 93%, thì phen thì rất là ok anh em. Đó, không độ chế gì hết, hàng nguyên zin. Đó. Về đánh biển thì đánh bạo lực câu đáy thoải mái. Giá công khai cây số 9, cây cuối cùng là 2,9 triệu nha mọi người. Đó. Hàng còn ok, ngoại hình không có gì gọi là xấu hết, ngoại hình còn xuất sắc nha mọi người. Rồi, giá công khai 2,9 triệu nha. Rồi, đó tổng cộng 9 cái cần em lên cho hôm nay. Nếu em ơn cái nào có thể chốt để em xuống hỏi, em có thể tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em nhiều nha.